Ra đi. 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 Đáng nhẽ ta phải làm cái điều này từ nhiều năm trước, nhưng giờ cũng chưa muộn. Hãy cùng chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật tàn nhẫn và bất hợp pháp. Không sử dụng mật gấu và hãy cho gấu một cuộc sống tốt đẹp hơn tại các trung tâm cứu hộ.